Chào mọi người, đây có hai cái xe là một cái Honda Winner bên tay phải màu đen mờ. Bên trái chúng ta có chiếc Yamaha Exciter 150. Hai chiếc xe trong cùng phân khúc. Bây giờ sẽ nói sơ về Winner trước. Và ai có câu hỏi gì thì mình sẽ trả lời. Honda Winner thì mấy hôm nay nó rần trên mạng rồi. Nói chung là rất là nhiều thông tin, rất là nhiều chia sẻ rồi, cho nên là cũng không cần phải chia sẻ quá nhiều. Sinyan này hả? Sinyan này bẻ thì chắc là không gãy đâu, nhưng mà khả năng là nó bị rời ra thôi. Nhưng mà đi mà gửi xe thì chắc chắn rất là dễ bị quẹt gãy. Honda Winner này thì lúc sáng mình có lấy từ đại lý mức giá là 55,3 triệu đồng. Đã bao gồm biển số nha. Tại phiên bản cao cấp nhất thì giá của nó là 49,5 triệu. Phí ra biển số ở thành phố Hồ Chí Minh là 55,3 triệu ra biển số luôn. Được tặng nón bảo hiểm áo mưa, bảo hiểm nhân sự và cho 1 lít xăng. Ok, và bữa nữa bẻ luôn cái bức Sinyan này, tí nữa chạy về nhà đã chứ. Honda Winner X thì thiết kế hoàn toàn khác biệt so với đời trước. Mình sẽ thấy cái phần đầu nè, phần đầu nó làm mập hơn, bầu bỉnh hơn. Cái phần đuôi này thì nó cũng không quá nhõng. Lúc nãy mình dắt thử thì nó sẽ cái phần trọng lượng nó dồn lên phía trước nhiều hơn, thì cái phần đầu đi nó đầm, khá là đầm. Đèn thì chắc phải tối nay mình sẽ thử đèn. Tới bây giờ thì hiện tại trời sáng quá, thử đèn led thì cũng chưa có chỗ để thử, nhưng mà tối nay mình sẽ thử xem cái đèn này. Mình có coi sơ thì cái đèn này đã được bắt chiếu sáng trực tiếp rồi, không còn công tắc đèn nữa. Chúng ta cứ nổ máy lên là nó sáng thôi. Để mình coi, nổ máy lên cái đã nha. Đây có bảng đồng hồ luôn nè. Rồi, khi mà chúng ta nổ máy lên thì nhìn từ phía trên chúng ta sẽ có hai cái đèn led định vị. Nhìn ở cái góc thẳng này thì nó sẽ như là một cái nanh, để nó từ trên xuống phải xéo xéo. Nhưng mà chúng ta nhìn góc nghiêng thì nó có vẻ là hơi giống một cái biểu tượng sấm sét đó, thấy không? Và nhìn góc nghiêng này nè. Góc nghiêng này sẽ thấy có biểu tượng hơi giống cái biểu tượng sấm sét. Đèn thì mình thấy nó có hai diode led cho đèn pha và hai diode led cho đèn cốt. Tối nay thì mình sẽ thử coi được nó sáng thực sự hay không. Đời trước thì cảm giác nó vẫn yếu. Về cảm giác chạy thì lúc nãy mình có chạy một đoạn ngắn thôi, nhưng mà cảm giác là côn và số nó mượt hơn so với đời trước rồi đó, mình cảm giác như vậy. Một số bạn nói là nó dễ bị tắt máy, nhưng mà có lẽ nó do là cái tay côn mới các bạn chưa quen thôi, chứ mình chạy quen rồi mình thấy cũng không có dễ để tắt máy đâu. Ở bánh trước phiên bản cao cấp có tổng cộng 3 phiên bản, thì có 2 phiên bản có phanh ABS giá 49,5 triệu. Có ABS này các bạn nhìn thấy nè, bị phanh trước khá là đẹp, độ dài là 3,5 ly, có cái vòng ABS luôn, và đĩa phanh được phay ở cái phần bên ngoài, rất đẹp. Bánh mâm thì giống với bản cũ, lốp xài lốp của Genesis Thai, lốp trước là 90-80-17. Phục trước thì phiên bản này thì cái ống phục nó được mạ vàng đồng, phục giống với bản cũ thôi, chỉ khác cái phần thiết kế bên ngoài. Mọi người chê nhất vẫn là cái đèn Sinyan rời này. Thì đèn Sinyan được bắt rời bên ngoài, bắt Sinyan lên. Đó, các bạn thấy thì cái điểm này người chê khá là nhiều, và có nhiều người đang tìm cách nổ đẩy được, đẩy cái đèn vào bên trong này. Nhưng mà mình nghĩ nó sẽ rất là khuất, tại vì cái vị trí này rất thấp, nên là người mà đi xe bên cạnh mình khó thấy được. Nên là mình đang nghiên cứu có một số phương án nào đó để đổ cái đèn Sinyan lại, thì có thể là đẩy cái đèn Sinyan lên trên này hoặc là vị trí ở bên này, chứ còn mà đẩy xuống phía dưới cái phần đèn pha này thì nó lại rất là thấp, và người đi sẽ rất là khó nhìn thấy. Đi khoảng cách xa thì có thể nhìn thấy được, nhưng mà nếu mà đi khoảng cách gần thì sẽ bị khuất bởi cái phần đèn pha phía trên này. Nên là tốt nhất là phải tìm ra một phương án, chứ còn để như vậy thì đi gửi xe ở Sài Gòn là khả năng cao là gãy. Các bãi dựng xe ở Sài Gòn nó chắc nít, xe nó vừa trầy, mấy cái lòi ra là dễ gãy lắm.
phiên bản đen mờ này thì màu sơn, nước sơn nó khá là đẹp, nhưng mà có một điều mình thấy nó là tổng thể nó là một cái pho nguyên một cái khối màu đen, cho nên nó không có nổi bật. Thì chúng ta có thể làm cho nổi bật hơn bằng cách dán đề can viền nè, viền ở những cái khu vực này chắc chắn sẽ đẹp hơn. Chứ còn tổng thể nguyên cái mảng này thì nó quá tối cho nên là nó không nổi khối lên được. Cái phần kính chắn gió ở đây thì theo mình thấy là chưa đẹp, có thể độ lại thôi. Cái phần kính chắn gió này có lẽ là sẽ sớm có hàng để độ ra những cái cửa hàng độ ngoài chợ ở Tân Thành chẳng hạn, sớm có thôi. Phần cái mỏm này bị rọ lại một chút, ở phía trong đó là cái còi thôi. Có lẽ làm kính chắn gió mới chúng ta sẽ làm nó vuốt xuống phía dưới này luôn, nó che luôn phần này lại cũng được, sẽ đẹp hơn nè. Chỗ khu vực này thì họ sử dụng cái mảng dùng hoa văn nhỏ nhỏ. Nhìn chung phiên bản này thì chúng ta sẽ phải làm lại cho nó đẹp hơn một chút bằng cách trang trí thôi, dễ. Rồi ở đây nguyên khu vực này trống thì chúng ta sẽ bắt được cái gà, cái ba gà đây, giống với cái sniper bên kia đã bắt cái ba gà này. Khóa thường không phải smart key, thì có thấy một số bạn đã độ lên smart key rồi.
cái lưng nhiều như hồi đời trước và cũng không bị ê mông. Cái này là cái quan trọng, đây có phần nghỉ cho cái phần đồ dốc nữa, cho người ngồi nó đỡ hơn. Như này mình nói thì ở bên cái phần ở giữa xe nó có một cái khoảng trống. Đây, ở bên này thì chúng ta sẽ thấy nè, có cục máy nhưng mà có những cái ống dẫn và những cái dây phanh, dây côn đồ nè, nhìn nó rất là rối. Cái khu vực này thì có lẽ chúng ta sẽ nghiên cứu làm sao che nó lại bớt, nó sẽ đẹp hơn. Nhìn khá là ok. Sáng nay mình chạy thử thì mượt, và côn với lại số rất là mượt, hộp số 6 số và chạy mượt hơn khá là nhiều so với hồi trước. Phần tay lái này, một cái cảm nhận nhanh nữa là cái phần tay lái của Winner X đã đặt thấp hơn so với đời trước, và chúng ta ngồi nó sẽ cảm giác chồm về phía trước. Tuy nhiên về cái thiết kế tổng thể thì nó sẽ phù hợp hơn với những người mà mặc đồ kiểu công sở đi làm, quần tây áo sơ mi quả vô thùng vẫn phải chạy được thoải mái. Một cái phần nữa là cái phần đuôi sau thì hai cái tay nắm này nó được bắt dính liền với phần đuôi để gắn bắt biển số và đèn xi nhan này. Nên nếu mà các bạn tháo hai cái tay nắm này ra thì nó sẽ phải rớt luôn cái phần đuôi này. Cho nên là một số người có thể tháo ra và đổ cái biển số đúc gập và xi nhan dạng nút áo ở đây thì sẽ bỏ cái phần này đi. Có một vài người trên mạng để đăng những cái tấm hình đổ thì nhìn cũng khá là ấn tượng. Ta coi phía dưới yên. Đây là phía dưới yên. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ không còn bị không có một cái chỗ nào để đổ để đồ hết. Thì các bạn thấy nè, chỉ để được một cái túi đồ nghề, bình xăng và đây là cửa gió. Thì các bạn đừng có để đồ chỗ đây, nếu mà che lại cái cửa hút gió thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái luồng gió và động cơ, cho nên đừng có để đồ vào trong khu vực này để chống. Nói chung là chỉ mang được áo mưa nhỏ thôi, áo mưa lớn là thua. Phần bắt tay nắm này chắc phải về nghiên cứu lại. Tối nay thì mình sẽ nghiên cứu cái phần đèn để xem thử nó có đủ sáng. Winner nó khá là thu hút, cho nên là chỉ trong vài ngày đầu tiên thôi mà rất là nhiều người đã làm rất là nhiều món với chiếc xe, từ đổ đèn xi nhan rồi gắn đèn kích sáng rồi tùm lum tà la quá trời. Rồi bây giờ mình lùi lại để các bạn xem so sánh giữa Winner và Yamaha Exciter 150. Hai chiếc xe cùng một con cúc, là hai đối thủ lớn của nhau luôn. Và Winner đang từng bước giành bớt thị phần của Yamaha Exciter. Ở đây chúng ta có Exciter phiên bản GP màu xanh. Có một chút khác biệt ở cái một chỗ này thôi. Thì cơ bản thì chiếc Winner X, cái phong cách thiết kế sau này thì họ lấy tưởng một vài cái mẫu xe trước trong phong cách thiết kế gần đây của Honda, cho nên là chúng ta sẽ thấy quen thuộc. Như bạn nói, cái cụm đèn pha này giống với lại Vario và nó cũng có nét riêng. Cái đèn pha này có đặt không quá cao cho nên mình nghĩ nó sẽ không chói đâu, chói nhưng mà về cái hiệu suất chiếu sáng thì tối nay đi thử cái đường nào tối test xem. Nếu mà chúng ta ở Sài Gòn thì đa số chúng ta đi đường cũng có đầy đủ ánh sáng điện đường, cho nên là không nhìn thấy hết được, đi đường trường mới sẽ thấy được. Khá nhiều chi tiết có thể làm lại cho nó đẹp hơn. Exciter thì họ gắn cái đèn xi nhan ngay đây. Cái đèn xi nhan đã bắt ở cái điểm dưới cái điểm này thì nếu mà Winner bắt vị trí đó cũng khá là tốt, nhưng mà mình nghĩ là họ không thích giống cái thiết kế thôi. Một cái điều nữa, khi mà cái đèn pha mà nó bắt cố định ở trong cái phần đậu xe này thì khi chúng ta bẻ lái thì cái đèn pha này sẽ không bẻ theo nha, nó bằng chiếu sáng thẳng, cho nên là các bạn lưu ý để mình thử đi ban đêm nhiều hơn xem sao.
các bạn thấy Exciter với lại Winner X thì chiếc nào đẹp hơn? Đấy. Hy vọng ở đời cập nhật kế tiếp thì Yamaha Exciter sẽ có nâng cấp về kiểu dáng nè, fan ABS nè, động cơ nè. Nhiều người đang rất là mong chờ cái động cơ 155 PVA và cả phanh đĩa trước ABS. Có nhiều ý kiến thì chia sẻ thì Exciter nó vẫn có cái phong cách thiết kế thể thao hơn, nhưng mà Winner thì Honda làm rất là tốt cho những cái chương trình truyền thông marketing, cho nên là doanh số họ cũng đang tăng và họ chiếm lĩnh dần thị trường. Mới lấy xe vào sáng cho nên là bây giờ phải chạy thử, chạy thêm nữa thì mới có thể là mà nói nhiều hơn về cái xe được, chia sẻ cho những người mà muốn thực sự muốn mua á, thì họ sẽ cân nhắc. Mà muốn chia sẻ thì phải chạy thử thôi, không có cách nào khác. Để nhanh thôi, rất nhiều người sẽ độ lại chiếc Winner này cho nó đẹp hơn. Cảm giác sáng nay chạy Winner X thì nó vẫn đầm khá là đầm phía trước, chạy thích hơn với đời so với đời cũ đó. Chạy nó không có bị cái phần lưng nó bị không bị đứng quá, nó không bị mỏi quá. Giờ mình thử nổ máy lại cho các bạn nghe tiếng bô. Chuẩn bị bật đèn lên nha. Rồi. Phần ống ngô được làm đẹp đúng cái chất xe thể thao. Phần ốp phía trước các bạn thấy cái phần này hơi ra rất là mạnh, tiếng nổ nghe rất là lực. Tiếng nổ của ông xã chắc không? Chắc và lực nữa. Gắn được chứ không có gì là không được hết. Đèn thì nó nhanh thôi. Cái phần này thì nó hơi rối. Nhưng phần này nè, quá nhiều mạng ốp. 1, 2, 3, 4 luôn. Mình phải về làm sao cho nó đẹp hơn. Sử dụng mấy cái hoa văn dạng camo nhỏ nhỏ này chưa thích lắm, sợ carbon thì ok thôi. Cái này các bạn có thể gắn cái ba ga nè để đồ nó đỡ chạy, nhưng mà thật sự cái bảng đồng hồ trên Exciter thì nhìn nó vậy thôi chứ cũng không đẹp lắm luôn. Còn ở đây nó nhìn hơi chán, nhựa nhiều quá. Exciter vẫn là một chiếc xe 150 chạy rất là sướng. Phần đuôi nè, đèn hậu của Exciter đẹp hơn, cứng và mạnh hơn đèn hậu của Winner X. Đèn xi nhan của Exciter thì làm kiểu nhọn,
nắm dắt xe rồi hơi quái. Còn cái vấn đề là nếu mà cái phần tay nắm này nó gắn luôn chung với lại cái phần bát biển số bên dưới, thì mà chúng ta gắn thùng á, mỗi lần chúng ta muốn gắn thùng GV chẳng hạn thì chúng ta phải thay cái bát này và phải tìm cách để làm sao gắn lại cái này. Cái này để hôm nào mình thử xem sao, thử đi gắn thùng xem sao, để hôm nào có biển số đã. Mấy nay mấy anh cảnh sát giao thông cũng ra quân gắt gao quá cho nên là phải có biển số đi cho nên yên tâm. Chiếc cái xe tơ này thì cũng zin. Tiếng nổ của xe tơ nghe hiền hơn. Tiếng nổ của Winner X thì nghe nó chắc, nghe nó chắc tiếng. Nếu mà các bạn chọn xe 150 để mà đi trong phố chủ yếu đi chơi thì chọn chiếc nào? Honda Winner X hay là Yamaha Exciter? Hai chiếc ở đây luôn. À ok, bây giờ nhắc lại cái giá ha. Lúc sáng chiếc Honda Winner X phiên bản cao cấp nhất này, bản màu đen mờ vạt đồng này, thì nó có giá niêm yết của Honda là 49,5 triệu. Thì tại thành phố Hồ Chí Minh mình mua được giá này và khi ra biển số là 55,3 triệu đồng, là ra biển số rồi nha. Thì bao gồm được tặng cái bảo hiểm, đóng bảo hiểm dân sự, nói chung là tặng khoảng mấy trăm ngàn đó. Nhưng mà cái màu đen mờ này thì cái tiền xét xe cao hơn 100 ngàn, nghĩa là cái phiên bản này, cái màu đặc biệt này thì cao hơn 100 ngàn so với những màu còn lại. Hiện tại thì giá Winner nó cũng chưa bị tăng giá quá đâu, mình chưa thấy bị đổi giá nhiều. Nếu mà có đổi thì chắc cũng vài chỗ, nhờ cái tâm lý nhiều người muốn mua sớm cho nên họ mới đổi giá thôi, chứ còn mình chưa thấy đổi giá nhiều. Mà các bạn cũng chắc cũng đừng mua sớm quá làm gì, giá nó ổn định để mua. Hiện tại thì bán đúng giá là ok rồi. Nhìn từ bên hông thì các bạn có thể thấy là cái xe nó sẽ đều hơn từ trước ra sau, nó không có bị nhõng cái đuôi nhiều nè. Phần phía đầu xe và phần giữa ngay trên cái lốc máy á, thì nó mập hơn, bầu bỉnh hơn.
phần ốp nhựa phía sau này cũng gọn hơn, nhìn khá là ổn, nhìn bên trong là ổn lắm. Nhìn từ phần đuôi nha, đó, nhìn từ đuôi hai cái sừng. Chơi ngu hả? Đâu có dài vậy trời. Ok vậy nha. Nếu mà ai có thắc mắc gì thì cứ comment, mình sẽ trả lời tiếp. So với đời cũ thì chiếc này nó thay đổi về thiết kế nè. Rồi phanh ABS, đèn đổi hay không nè. Nếu có tiền đổi đi chứ suy nghĩ gì trời. Quan trọng vấn đề vẫn là tiền nữa. Có tiền là mình thích thì mình đổi thôi. Smart key cho Winner có vẻ hợp lý nè, cho Winner X có vẻ hợp lý. Ok, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại. Tối nay livestream cái chia sẻ cái phần đèn. Coi thử nó có đủ, thực sự đủ cái độ sáng hay không. Tối nay kiếm chỗ nào tối tối mình làm. Ok, bye bye, hẹn gặp lại.